Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. 10 ông vua tai tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam. Kính thưa quý vị, mặc dù được coi là thiên tử nhưng không phải ai khi lên làm vua cũng đều để lại dấu ấn hay tiếng thơm cho hậu thế. Bên cạnh những vị vua anh minh tài giỏi đưa đất nước phát triển thái bình thịnh trị thì cũng có những ông vua vì thói đam mê hưởng lạc bỏ bề đài đến sự suy vong sụp đổ. Dưới đây là 10 ông vua tai tiếng nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. 1. Vua Lê Long Đĩnh bạo ngược. Lê Long Đĩnh sinh 986, mất 1009, là vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê trong lịch sử Việt Nam. Trong chính sử, ông được mô tả là người bạo ngược, tính hay chém giết, ác bằng kiệt trụ ngày xưa. Ông nổi danh vì những thú vui tàn ác như tra tấn tù binh bằng các cách thức man dợ, lấy mía để trên đầu nhà sư mà róc cho tóe máu. Do sống dâm dục quá độ nên Lê Long Đĩnh mắc bệnh trĩ nặng đến mức không ngồi được, đến buổi chầu thì cứ nằm mà thị triều, cho nên tục gọi là ngọa triều. Cái chết của ông ở tuổi 24 dẫn đến việc chấm dứt triều Tiền Lê, quyền lực rơi vào tay nhà Lý. Giới sử học Việt Nam gần đây đã có những cách nhìn khác nhau về vị vua tai tiếng này, cho rằng ông đã bị các sử gia thời sau bôi nhọ để phục vụ ý đồ của nhà cai trị. Trên thực tế, nhiều nguồn sử liệu khẳng định Lê Long Đĩnh là người trọng vọng Phật giáo và là ông vua đầu tiên cử người đi lấy kinh Đại Tạng về cho Việt Nam. Ông cũng được coi là một ông vua có tư duy kinh tế và là một nhà quân sự có kinh nghiệm với 6 lần trực tiếp cầm quân ra trận. Một vị vua như vậy thì không thể là người ham mê sắc dục đến bỏ bê chính sự và bệnh nặng đến mức liệt giường. 2. Vua Lý Cao Tông, người phá nát cơ đồ nhà Lý. Lý Cao Tông 1173-1210 là vị vua thứ 7 của nhà Lý, lên ngôi từ năm 3 tuổi và giữ được ngôi đến khi trưởng thành. Ông đã trở thành vị vua đẩy triều Lý vào sự suy sụp. Khi còn nhỏ, Cao Tông là người ngoan lành, song khi lớn lên bắt đầu trực tiếp cầm quyền trị nước lại sinh ra ham mê săn bắn, chính sự pháp luật không rõ ràng, vơ vét của dân, xây nhiều cung điện, bắt trăm họ xây dựng phục dịch 1189. Ông đi chu du khắp các nơi ở trong nước, đi đến đâu mà có thần linh lại cho xây dựng đền miếu. Năm 1197 cho dựng cung Nghênh Thiềm, năm 1203 lại tiếp tục cho xây dựng hàng loạt cung điện khiến trăm họ khốn khổ. Năm 1208, trong nước xảy ra đói kém, người chết đói hàng loạt. Trong lúc ấy thì vua vẫn ăn chơi vô độ, xây đền đài không ngớt, nghe ngoài thành có trộm cướp thì lại lờ đi như không biết. Do chính sự rối ren, lòng dân oán hận, nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân và ly khai của các hào trưởng địa phương nổ ra. Bên cạnh đó, nhà Tống còn xô quân sang quấy nhiễu biên giới Đại Việt khiến nhân dân phải chạy loạn vô cùng khổ sở. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Tư nhận định về Lý Cao Tông như sau: vua chơi bài vô độ, chính sự hình pháp không rõ ràng, giặc cướp nổi như ong, đói kém liền năm, cơ nghiệp nhà Lý từ đấy suy vong. 3. Vua Trần Dụ Tông, người mở đầu sự sụp đổ của nhà Trần. Trần Dụ Tông 1336-1369 là vị vua thứ 7 của nhà Trần. Ông lên ngôi hoàng đế khi còn thơ ấu, Thái Thượng Hoàng Trần Minh Tông điều hành triều chính, đất nước ổn định. Sau khi Minh Tông qua đời, Dụ Tông đích thân chấp chính và triều đại của ông đánh dấu sự mở đầu của quá trình suy yếu của vương triều nhà Trần. Vua Dụ Tông ham chơi bời, mê đàn hát, thường sai các vương hầu và công chúa bày tiệc đóng trò hát tuồng cho vui, ai diễn hay thì được thưởng. Mặc dù phép tắc nhà Trần rất nghiêm khắc với tội đánh bạc, nhưng Trần Dụ Tông lại thích trò này, chiêu tập các nhà giàu vào cung đánh bạc cùng vua. Ông cũng nghiện rượu và thích đủ các quan cùng uống thi, ai uống thắng được ông thăng chức. Trần Dụ Tông còn sai phu xây cất nhiều cung điện, đào hồ ở vườn trong hậu cung, trong hồ xây đá làm núi, trồng nhiều cây cỏ lạ và nuôi chim thú quý. Sau đó ông lại sai làm hồ con, lệnh cho dân ra biển chở nước mặn đổ vào hồ và thả cá biển đồi mồi vào nuôi. Vua thích chơi bời và không nghe lời các trung thần, các quý tộc cũng hưởng ứng theo vua, khiến triều đình ngày càng rối ren.
Do bỏ bê nông nghiệp nên trong nước xảy ra mất mùa nhiều năm, bị siêu cao thuế nặng, dân trong nước oán thán nổi lên làm loạn. Mặc dù các cuộc nổi dậy bị dẹp nhưng nhân tài, vật lực trong nước bị hao tổn, kho tàng trống rỗng. Do tình hình trong nước ngày càng rối ren, Chiêm Thành ở phía Nam nhiều lần thừa cơ đánh cướp và tỏ ra coi thường người Việt, ngang ngược cử sứ giả sang Đại Việt để buộc vua Trần phải cống. Sau khi Trần Dụ Tông mất khi ở tuổi 34, nhà Trần tiếp tục lao xuống vực thẳm của sự suy vong. 4. Vua hèn Trần Phế Đế. Trần Phế Đế 1361-1388 là vị vua thứ 10 của nhà Trần lên nắm quyền trong buổi hoàng hôn của triều đại này. Sự bất lực của và nhu nhược của ông khiến không thể cứu vãn. Trong thời gian trị vì của Trần Phế Đế, thế lực nhà Trần đã tụt dốc thảm hại, tạo điều kiện cho giặc Chiêm Thành tràn vào cướp phá, chiếm được cả thành Thăng Long trong một thời gian. Tuy vậy, vua không mấy quan tâm đến chuyện chống giặc mà chỉ lo đem của cải đi cất giấu. Năm 1381, Phế Đế mở khoa thi thái học sinh, xong từ đó lại lựa chọn những người khỏe mạnh để gia nhập quân đội. Việc làm kỳ lạ này đã làm mất lòng dân, nản lòng binh sĩ. Không những vậy, triều đình còn tiếp tục cho tăng sưu thuế để cứu kho tàng chống sống vì chiến tranh, bắt mỗi xuất đinh đóng 3 quan tiền thuế khiến cho nhân dân ngày càng cực khổ. Cùng với Thái Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông, vua đã để cho Hồ Quý Ly lộng hành, dẫn đến sự sụp đổ từng bước của nhà Trần. Mặc dù sau đó Phế Đế đã tỉnh ngộ và nhận ra mối hiểm họa từ Hồ Quý Ly, nhưng chính điều này dẫn đến cái chết tức tuổi của ông khi Nghệ Tông nghe lời Quý Ly giết hại ông. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đánh giá Trần Phế Đế như sau: vua u mê nhu nhược, không ham nổi việc gì, uy quyền ngày càng vào tay kẻ dưới, xã tắc lung lay, đến thân mình cũng không giữ được. 5. Vua Lê Uy Mục, vua quỷ. Lê Uy Mục 1488-1509 là vị vua thứ 8 của nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam. Lên ngôi từ năm 17 tuổi, ông được xem là một vị hoàng đế tàn bạo và hoang dâm, đẩy triều Lê vào tình trạng hỗn loạn. Theo sử sách ghi lại, Uy Mục là một vị vua ăn chơi vô độ, ham rượu chè gái đẹp, ít anh ai sánh bằng. Ông cũng nổi tiếng tàn bạo khi giết hại nhiều người vô tội. Khi mới lên làm vua, Uy Mục đã giết tổ mẫu là bà Thái Hoàng Thái Hậu, giết quan lễ bộ thượng thư là Đàm Văn Lễ và quan đô ngự sử là Nguyễn Quang Bật vì những người này từng phản đối việc đưa ông lên ngôi. Vị vua này còn ra lệnh cho giết hết những người chiêm bị bắt làm gia nô trong các điền trang của các thế gia công thần. Tàn ác hơn, Uy Mục đêm nào cũng cùng với cung uống rượu, rồi đến khi say thì giết đi. Sứ thần Trung Quốc chứng kiến sự quái gở của Uy Mục đã làm thơ gọi ông là vua quỷ, quỷ vương. Sự bất nhân của Uy Mục đã gây nên một làn sóng bất bình trong dân chúng và hàng ngũ quan lại, dẫn đến việc giản tu công Lê Oanh lật đổ và giết chết vị hôn quân này sau 4 năm ở ngôi. 6. Vua Lê Tương Dực, vua lợn. Sau khi giết Lê Uy Mục, Lê Oanh tự lập mình làm vua lấy niên hiệu là Hồng Thuận, tức Lê Tương Dực 1495-1516. Trong thời gian đầu trị vì, Tương Dực tỏ ra là một vị vua tốt, nhưng càng về sau, ông lại càng sa đà vào việc chơi bời xa xỉ trụy lạc, bỏ bê việc nước. Lê Tương Dực nổi tiếng với việc sai người thợ cà Vũ Như Tô xây điện 100 nóc, xây cửu trung đài, quân dân làm trong mấy năm trời không xong, hao tốn tiền của chết hại nhiều người. Ông còn cho đóng chiến thuyền bắt con gái khỏa thân chèo chơi ở Hồ Tây giết chết 15 vương công, cho gọi các cung nhân của triều trước vào cung để gian dâm. Vì hoang dâm như thế, cho nên sứ nhà Minh sang trông thấy vua, bảo rằng Tương Dực có tướng lợn, nên dân chúng gọi ông là vua lợn, Chu Vương. Lê Tương Dực hoang chơi khiến triều đình hết sức rối loạn, loạn lạc xảy ra khắp nơi trong cả nước, do can gián vua không được mà còn bị phạt trượng. Nguyên quận công Trịnh Duy Sản đã giả mượn tiếng đi đánh giặc để đem binh vào cửa Bắc Thần giết vua Tương Dực, chấm dứt 7 năm cầm quyền của vua lợn này. 7. Lê Chiêu Thống, cõng rắn cắn gà nhà. Lê Chiêu Thống 1765-1793 là vị vua cuối cùng của nhà Lê Trung Hưng, bị mất ngôi vào năm 1788. Ông đã sang cầu viện nhà Thanh đem quân sang đánh Quang Trung với hy vọng trở lại ngai vàng. Sau khi hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc Hà quét sạch 29 vạn quân Thanh, Lê Chiêu Thống lại phải theo bám bại quân chạy sang Trung Quốc. Vẫn chưa thôi mộng phục quốc, Lê Chiêu Thống lại tiếp tục xin nhà Thanh cho quân cứu viện. Nhưng nhà Thanh phần sợ Quang Trung, phần đã ngán ngẫm việc chinh chiến nên chỉ hứa hão mà không cho quân. Thất vọng và chán nản, Lê Chiêu Thống lâm bệnh rồi qua đời năm 1793 và được nhà Thanh chôn theo nghi thức tước công. 8.
vua Mạc Mậu Hợp, người phá nát cơ đồ vì háo sắc. Mạc Mậu Hợp 1560-1592 là vị vua thứ 5 của nhà Mạc thời Nam Bắc Triều trong lịch sử Việt Nam. Khi lên ngôi, ông mới được 2 tuổi, việc triều chính do hai ông chú là Mạc Kính Điền và Mạc Đôn Nhượng phụ tá. Khi trưởng thành, Mạc Mậu Hợp trở thành vị vua sống xa hoa trụy lạc, kiêu ngạo, không quan tâm chuyện triều chính hay nghe xiêm nịnh, ít lắng nghe lời bàn luận, khuyên can của các bậc lương thần. Thế lực của nhà Mạc dưới thời Mạc Mậu Hợp ngày càng sa sút, đặc biệt thói hoang dâm hiếu sắc của Mạc Mậu Hợp đã đẩy cơ nghiệp nhà Mạc đến chỗ suy vong. Để thỏa mãn dục vọng của mình, Mạc Mậu Hợp đã không ngần ngại mưu giết bề tôi đoạt mỹ nhân. Do thích vợ của viên trấn thủ Nam Đạo Sơn quận công Bùi Văn Khuê, ông đã lên kế hoạch giết chết danh tướng này để cướp vợ. Kế hoạch bị đổ khiến Bùi Văn Khuê đem quân quay sang quy phục vua Lê và chúa Trịnh Tùng. Theo gương Bùi Văn Khuê, hơn 10 tướng nhà Mạc cũng bỏ Mạc Mậu Hợp để chạy sang phe Lê Trịnh. Điều này khiến quân Mạc suy yếu nghiêm trọng và bị quân Trịnh Tùng đánh tan tác sau đó không lâu. Mạc Mậu Hợp phải bỏ kinh thành trốn chạy nhưng không thoát, cuối cùng đã bị Trịnh Tùng treo sống 3 ngày rồi chém đầu tại bãi cát Bồ Đề, sau đó đem đóng đinh vào 2 con mắt, bêu ra ngoài chợ 5 ngày. Vương triều Mạc chấm dứt cùng với cái chết của Mạc Mậu Hợp. 9. Vua Đồng Khánh, con rối của người Pháp. Đồng Khánh 1864-1889 là vị hoàng đế thứ 9 của nhà Nguyễn. Tại vì từ năm 1885 đến 1889, ông nổi tiếng là một vị vua bù nhìn thân Pháp. Sau khi được lên làm vua, tất cả mọi việc người Pháp yêu cầu Đồng Khánh đều răm rắp nghe theo. Ông chỉ công khai thừa nhận là thượng quốc. Ông vua này còn khen thưởng những quan lính Pháp có công đàn áp phong trào yêu nước của người Việt. Không dừng lại ở đó, Đồng Khánh còn nhượng đất để thực dân Pháp mở rộng đồn mang cá và ký hiệp ước biển các hải cảng quan trọng của Việt Nam là Hải Phòng và Đà Nẵng thành nhượng địa của Pháp. Để ban thưởng cho sự ngoan ngoãn của Đồng Khánh, người Pháp cho ông được hưởng thụ một cuộc sống cực kỳ xa hoa với những buổi tiệc hoành tráng, những bộ trang phục khảm ngọc giáp vàng. Theo yêu cầu của Pháp, vua Đồng Khánh đích thân ra tận Quảng Bình để dụ vua Hàm Nghi và các quan tùy tùng chống Pháp về hàng, hứa là sẽ cho cai trị 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhưng không thành công. Thực dân Pháp cũng bố trí cho Đồng Khánh ra Bắc để lấy lòng dân chúng, nhưng bị dư luận phản ứng gay gắt nên đến Quảng Bình thì ông vua Bùi Nhìn ấy lấy cớ ôm đau để trở về kinh đô. Cuộc đời của Đồng Khánh chấm dứt ở tuổi 25 trong sự bàng quan của người đời. 10. Vua Khải Định, ông vua Lỗ Lăng. Vua Khải Định 1885-1925 là vị vua thứ 12 của nhà Nguyễn. Cũng như cha mình là Đồng Khánh, ông được biết đến như một ông vua bù nhìn, tay sai đắc lực của thực dân Pháp trong kế hoạch cai trị Đông Dương. Trước khi lên làm vua, Khải Định được người đời biết đến như một kẻ nghiện cờ bạc, thường xuyên bị thua, có khi phải cầm bán cả những đồ dùng và người hầu hạ. Khi đã lên ngôi, ông bị đánh giá là một vị vua chỉ ham chơi bời. Khải Định rất chuộng trang điểm, ăn mặc lòe loẹt. Ông tự sáng chế ra những bộ y phục mới cho mình và cho cả quan hộ vệ. Do không tuân theo y phục hoàng bào truyền thống của các vua chúa, ông thường bị đả kích trên báo chí đương thời. Ông cũng cho xây dựng nhiều công trình xa hoa, nổi tiếng nhất là lăng của Chí Nhông, bị nhiều người chê là có kiến trúc lai căng. Tháng 5 1922, Khải Định sang Pháp dự hội chợ thuộc địa ở Marseille. Đây là lần đầu tiên một vị vua triều Nguyễn công du chính thức ra nước ngoài. Chuyến đi này đã làm dấy nên nhiều hoạt động của người Việt Nam yêu nước nhằm phản đối. Tại Pháp, trên tờ báo Người Cùng Khổ, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc có một loạt bài chế giễu Khải Định, trong đó có chuyện ngắn Vi Hành và còn viết vở kịch Con Rồng Tre diễn ở ngoài ô Paris. Nhà cách mạng Phan Chu Trinh đã gửi thất triều Trần một bức thư dài trách Khải Định bảy tội. Tháng 9 1924, từ Pháp về, Khải Định còn lo tổ chức lễ tứ tuần đại khánh rất lớn và tốn kém, bắt nhân dân khắp nơi gửi quà mừng. Sau lễ mừng thọ, ngân sách Nam Triều kiệt quệ, Khải Định cho tăng thêm 30% thuế điền, khiến sự phẫn nộ của dân chúng tăng lên ở khắp nơi. Khải Định ở ngôi được 10 năm thì bị bệnh nặng và mất khi 40 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, video ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi thông tin trên kênh Theo Dòng Lịch Sử của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi những thông tin. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.